Thưa quý vị Việt Nam hiện có khoảng 3,5 triệu người bị đái tháo đường, nhiều gấp 10 lần so với 10 năm trước đây và dự báo con số này sẽ tăng lên khoảng 6,1 triệu người vào năm 2040. Và đái tháo đường được coi là kẻ giết người thầm lặng khi đang là nguyên nhân gây tử vong thứ 3 thì đứng sau tim mạch và ung thư với 80 ca tử vong mỗi ngày. Chính vì vậy việc nghiên cứu sản xuất ra các chế phẩm hỗ trợ điều trị đái tháo đường luôn được các nhà khoa học quan tâm. Và một tin vui cho hàng triệu gia đình có bệnh nhân mắc đái tháo đường là chiều qua Trường Đại học Dược Hà Nội đã diễn ra lễ công bố kết quả nghiên cứu đề tài cấp bộ về tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định bước nghiên cứu đột phá của các nhà khoa học Việt Nam trong việc đánh thức dây thìa canh lá to, thảo dược vàng của núi rừng cho người tiểu đường, chuyển giao và ứng dụng vào sản xuất, phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Công trình nghiên cứu của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Ơn cho thấy dây thìa canh lá to. Kích thước lá lớn gấp 5 lần với tác dụng gấp đôi dây thìa canh lá nhỏ trong hỗ trợ điều trị đái tháo đường, cụ thể là giúp ổn định đường huyết và ngăn ngừa biến chứng, tăng sinh tế bào beta đảo tụy. Từ đó tăng tiết insulin, giảm hấp thu glucose ở ruột vào máu, tăng men sử dụng đường ở mô, cơ, tăng đào thải cholesterol và lipid, giảm mỡ máu chỉ cần nhấm một lá dây thìa canh lá to người dùng hoàn toàn vô cảm với đường trong một thời gian dài gây cảm giác chán đường thành quả lớn nhất ấy là lần đầu tiên trên thế giới là đưa cây này vào ứng dụng cho bệnh nhân bị tiểu đường và cái cây này ấy, cây dây thìa canh lá to này ấy, thì nó có một cái cái rất là hay đó là tác dụng của nó rất mạnh nó vượt trội so với lại dây thìa canh lá nhỏ cái thứ hai là nó không có độc... dây canh lá to là hoàn toàn không phát hiện ra độc tính thì đấy là những hai cái thành quả lớn nhất chúng tôi đã tạo ra một cái quy trình công nghệ từ chọn giống nhân giống cho đến trồng trọt chuẩn hóa nó thì có nghĩa là ta đã, đã khuất phục được nó thì đấy là một cái thành quả rất lớn Theo đánh giá của giới chuyên môn, những phát hiện này của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Ơn là bước đột phá trong y học với ý nghĩa vô cùng to lớn, mở ra hướng đi mới trong việc phòng chống căn bệnh tiểu đường tại Việt Nam. Hiện nay dây thìa canh và dây thìa canh lá to được trồng tại Thái Nguyên theo tiêu chuẩn GACP WHO, trong đó vùng nguyên liệu dây thìa canh lá to được trồng theo hướng organic với tiêu chuẩn 40, không phân bón hóa học, không thuốc diệt cỏ, không thuốc trừ sâu hóa học, không biến đổi gen để đảm bảo nguồn dược liệu sạch an toàn. Với mong muốn mang đến sản phẩm tốt nhất cho bệnh nhân tiểu đường, Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Văn Ân đã chuyển giao đề tài và vùng trồng dây thìa canh lá to cho công ty DK Pharma sản xuất thành viên tiểu đường dkbtix